Mình xin chào tất cả mọi người đã mất chút thời gian xem kênh cuộc sống hàng ngày của gia đình hai bà cháu Trang. Chiều hôm nay mình chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Mình nấu một món nhanh, rất đơn giản, nhanh chóng, gọn lẹ. Nấu món gì thì mình cũng xin tất cả mọi người cùng vào bếp với lị hai bà cháu Trang nha. Hôm nay mình sẽ nấu món xương hầm với lị đu đủ vườn nhà các bạn nhé. Mình chuẩn bị ở đây là 1 kg sườn. Sườn mình đã sơ chế rửa qua nước muối ngâm trong vòng 15 phút và rửa sạch sẽ, đem đi trụng lại nước sôi. Mình vớt ra để róc nước như này rồi. Và bây giờ mình sẽ nêm nếm các gia vị thông thường của nhà bếp. Và để nấu cái món đu đủ hầm sườn này thì mình có chuẩn bị ở đây là 1 miếng gừng, 2 củ hành khô, 1 chút rau mùi tàu và 1 chút hành hoa. Bây giờ mình sẽ đi ướp sườn nha. Dạ, Chen à, và đi nấu cơm nha. Con chào khán giả đi nào. Ôi trời ơi, hôm nay Chen được nghỉ mùng 2 tháng 9 đây. Con chào khán giả đi. Con chào khán giả. Trời ơi, con... Về rồi. À, để nấu cái món đu đủ hầm xương này thì đơn giản lắm. Mà mình chỉ ướp qua một chút hạt nêm với mọi người nhé. Mình cho vào đây 1 xìa cà phê hạt nêm. Rồi. Rửa xìa cà phê mì chính. Thế thôi, và mình sẽ ướp đều. Ướp đều trong vòng 10 phút thì mình cho đi hầm luôn. Đấy, con xem đi. Khéo đổ của bà nha. Nếu mà các bạn muốn thơm hơn thì mình có thể ướp vào đây một chút tiêu. Nhưng mà đợt này nhà mình ăn kiêng, mình cũng mới bị đau dạ dày, cho nên là kiêng nóng kiêng cay, cho nên hôm nay mình không cho hạt tiêu. Để qua một bên ướp xương, mình sẽ đi sơ chế và gọt đu đủ nhá. Đợi cho sườn ngấm gia vị, mình sẽ đi thái hành và rau rắc cưa. Bây giờ mình sẽ đi thái đu đủ mọi người ạ. Bữa cơm quê đơn giản, nhanh chóng, gọn lẹ của gia đình hay là cháu Trang. Đu đủ này là đu đủ cây vườn nhà nhà mình. Hôm qua mình dọn vườn hái rau và cây đu đủ sai lắm, nên mình cũng bứt một quả để nấu đu đủ hầm xương rất ngọt nước mọi người ạ. Hả? Gì đấy? Đây là xương. À, đây là quả đu. Đu đủ mình đã thái xong. À, xương cũng đã ướp được 10 phút. Bây giờ mình sẽ cho sang nồi hầm mọi người nhé. Mình cho vào đây 1 miếng gừng đập dập và 2 củ hành tím bổ cao để cho nồi nước được thơm hơn. Nước của mình đã sôi. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần xương vào để mình hầm nha. Mình cho đây 1 miếng gừng đập dập này. 2 củ hành tím này. Cho vào đây để cái nồi nước hầm của ta được thơm ngon hơn. Và bây giờ mình cho hết cái phần xương đã ướp vào nha. Chen gọi bà đó con. Ừ, con ngồi chơi ngoan để bà nấu cơm nha. Nồi xương hầm của mình đã được 30 phút mọi người này. Trong khi mình hầm xương thì mình mở vung ra đun lom dom nhỏ lửa mọi người nhé. Và mình chịu khó vớt hết những cái váng bọt như này đi. Cái nồi nước sơ xương của mình hôm nay trong chưa? Rất hấp dẫn luôn đấy. Thơm lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đổ đu đủ vào để mình hầm nha. Bây giờ mình sẽ nêm thêm gia vị. Mình cho thêm 1 xìa cà phê muối trắng này.
một xìa cà phê hạt nêm. Tiếp đó mình sẽ cho hết cái phần đu đủ vào đây. Xương hầm đu đủ vừa ngon vừa ngọt mọi người ạ. Đu đủ vườn nhà mình đây. Bữa cơm quê đơn giản nhanh gọn lẹ của gia đình hai bà cháu chị ăn. Sau khi mình cho đu đủ vào và hầm thêm 3 phút và bây giờ đu đủ cũng đã chín rồi, mình sẽ hớt bỏ hết các cái váng bọt váng mỡ như này đi. Nước hầm xương đu đủ của mình rất trong như này này mọi người này. Đó. Bây giờ mình sẽ cho gia vị thêm nào. Mình nêm vào đây nửa xiên phở nước mắm mọi người nhá. Nửa xiên phở nước mắm. Một xìa cà phê mì chính. Tiếp đó mình sẽ cho hết cái rau gia vị vào. Mình cho phần gốc hành. Cho hành thái dối và rau mùi tàu thái dối vào. Rồi mình sẽ tắt bếp. Cái này mình đã được một nồi canh hầm xương đu đủ rồi. Tắt bếp và múc ra thưởng thức thôi mọi người ơi. Mình đã hoàn thành xong bữa cơm tối cho gia đình. Rất chi là nhanh và đơn giản gọn lẹ thôi mọi người ạ. Thế là đã được một nồi canh xương hầm với lại đu đủ rất thơm ngon. Lúc nãy mình cũng đã nêm nếm lại và rất vừa ăn. Ngọt tự nhiên của xương và đu đủ rất chi là thanh mát. Thế là bữa cơm gia đình của mình hôm nay có canh xương sườn đu đủ vườn nhà. Mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và trong suốt thời gian qua đã ủng hộ hai bà cháu Chen. Mình cũng mong mọi người thương mến ủng hộ hai bà cháu, bấm cho hai bà cháu xin một đăng ký kênh, một lượt thích và viết bình luận, đóng góp ý kiến để cho mình học hỏi mọi người nhiều nha. Mình cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.